Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube của Xuân Duy. Thưa quý vị và các bạn, ô tô đồng loạt giảm giá đầu năm 2018, đó là một cái tin vui cho người tiêu dùng có cái nhu cầu sở hữu xe hơi trong năm nay. Nhiều mẫu xe đang bán trên thị trường đã áp dụng mức giá mới và giảm so với trước đó, mặc dù giảm chưa sốc như mong đợi, nhưng dẫu sao đây cũng là cái tín hiệu tích cực để người tiêu dùng có thể sở hữu những cái chiếc xế hộp về gần với giá trị hơn. Honda City thì giảm giá từ 5 cho đến 9 triệu đồng. Mức giá mới áp dụng dành cho mẫu xe City tùy theo từng phiên bản, cụ thể là City 1.5 thường thì đang có cái giá bán là 559 triệu và giảm 9 triệu đồng so với giá trước đó. Còn bản City 1.5 top thì được bán với giá là 599 triệu đồng, cũng giảm 5 triệu đồng. Việc giảm giá Honda City thì bắt nguồn từ việc là thuế tiêu thụ đặc biệt ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống có dung tích động cơ dưới 1.500 phân khối giảm từ 40% xuống 35% kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2018. Mẫu xe Chevrolet Cruze thì giảm tới 80 triệu đồng. Ngay đầu năm 2018 thì General Motors Việt Nam đã công bố chương trình khuyến mại giảm giá đối với hàng loạt sản phẩm áp dụng từ ngày 1 đến ngày 31 tháng 1 năm 2018. Trong đó đáng chú ý nhất là mẫu sedan hạng C Cruze giảm 80 triệu đồng. Cụ thể, bản Cruze LT và LTZ thì giảm tương ứng là 70 triệu và 80 triệu đồng, đẩy giá bán thực tế xuống chỉ còn 519 và 619 triệu đồng. Trong khi đó, mẫu bán tải bán chạy hàng đầu là Colorado cũng có mức giảm từ 10 đến 30 triệu tùy theo từng phiên bản. Đây được xem là động thái để cạnh tranh với đối thủ Ford Ranger cũng đã từng giảm giá trước đó. Mẫu xe sấp 7 chỗ Captiva hiện có giá là 835 triệu đồng, giảm 44 triệu đồng so với trước đó. Các sản phẩm khác mang thương hiệu Chevrolet như Spark, Aveo hay Orlan thì cũng có mức giảm giá từ 15 cho đến 60 triệu đồng. Và mẫu xe được đánh giá là bán chạy nhất trong năm qua, đó là mẫu vua bán tải Ford Ranger thì cũng không đứng ngoài cuộc chơi khi mà được giảm giá từ 10 đến 20 triệu đồng. Và Ford Việt Nam đã điều chỉnh mức giá bán cho 6 phiên bản khác nhau của mẫu xe bán tải Ford Ranger với mức giảm so với giá cũ từ 10 cho đến 20 triệu đồng tùy theo từng phiên bản. Trong đó, phiên bản XLT 2.2 Manti 4x4 và bản XLS 2.2 AT 4x2 đều được giảm 20 triệu đồng, xuống cái mức giá lần lượt còn là 770 triệu và 665 triệu. Bản thấp nhất Ford Ranger XLS 2.2 Manti 4x2 được giảm 19 triệu đồng, kéo giá bán xuống chỉ còn 640 triệu đồng mà thôi. Phiên bản cao cấp nhất là Ranger Witchak 3.2 AT 4x4 được giảm 10 triệu đồng và giá bán mới là 915 triệu đồng. Phiên bản Witchak 2.2 AT 4x4 giá bán mới là 850 triệu đồng. So với trước thì đã được giảm là 16 triệu đồng. Còn phiên bản Witchak 2.2 AT 4.2 thì có giá mới là 820 triệu và giảm 17 triệu đồng so với giá bán trước đó. Và không đứng ngoài cuộc thì Hyundai thành công đã áp dụng mức giá mới và giảm giá cho hai mẫu xe, đó là Grand i10 và Hyundai Elantra. Cụ thể thì Hyundai Grand i10 được áp dụng mức giá mới từ 315 triệu đồng đã bao gồm thuế VAT. Với 9 phiên bản thì tùy theo từng loại có cái mức giảm giá từ 20 đến 40 triệu đồng. Ở Việt Nam thì Grand i10 là chiếc xe thành công bậc nhất của Hyundai khi luôn đứng vị trí số 1 về doanh số với hơn 50.000 chiếc xe được bán ra trong 3 năm từ năm 2014 đến năm 2016. Cùng với Grand i10 thì Hyundai thành công cũng giảm giá bán mẫu Elantra từ 66 đến 80 triệu đồng. Cụ thể, các phiên bản Elantra thì có giá bán từ 549 triệu đồng đến 659 triệu đồng. Elantra là mẫu xe thành công bậc nhất của Hyundai trên thị trường toàn cầu. Và năm 2016 thì chứng kiến sự tăng trưởng vượt bậc của mẫu xe này khi doanh số đạt 788.081 chiếc xe và nằm trong top bán chiếc xe bán chạy nhất thế giới. Tại Việt Nam thì kể từ khi được giới thiệu vào tháng 7 năm 2016, trong vòng 7 tháng đã có hơn 5.000 xe Elantra được xuất xưởng. Và sau cùng là Nissan Việt Nam thì cũng đã áp dụng giảm giá lên đến 50 triệu đồng cho mẫu Nissan Sunny Premium.
Mẫu xe này thuộc là cái mẫu xe sedan hạng B, mức giá giảm là 50 triệu đồng và hiện nay nó đang có giá là 428 triệu đồng đối với phiên bản XL và 468 triệu đồng cho phiên bản XV. Như vậy thì các bạn thấy rằng ngay từ những ngày đầu năm 2018, giá xe đã không phải là về mấy đáy mà đã xuyên thủng sàn, khác với những gì mà đã được tuyên bố trước đó. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy đừng quên like cho video và đăng ký ngay kênh YouTube của Xuân Duy để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất cập nhật về thị trường xe máy và xe hơi tại Việt Nam.